Dạ vâng, xin chào các bác. Em lên sóng nhanh cho các bác hai con máy xay này. Hai con này thì em xả rất rẻ luôn. Một con là Lathiolan. Đây. Lathiolan có mã là MX X52 và một con Pala. Đấy. Một con Pala. Hai con này thì em xả giá rất rẻ nhá. Lý do xả đây. Lý do xả là như thế này. Để em báo rõ luôn các bác để các bác hình dung thôi nhá. Đấy. Các cái cối của nó rất là ngon. Nước không rỉ, không hề rỉ nhá, còn rất là ngon. Đấy, không hề rỉ một giọt nước nào luôn, được chưa ạ? Đấy, đây, hai cối ngon, không rỉ một giọt nước nào luôn các bác nhá. Đấy, một giọt không rỉ luôn, quá ngon luôn. Dòng riếc còn rất là đẹp. Đấy, về là cối là yên tâm rồi các bác nhá, cối yên tâm, hàng còn rất đẹp, ngon, dao vẫn còn sắc, dao con này mạ vàng. Con này thì là dạng dao kim loại, hợp kim. Đấy, những con dao này thì cửa hàng của Nhật thì siêu bền rồi. Đó. Đây em sẽ để hai con này sang một bên. Thế nhiều bác bảo là thế lý do tại sao mà hai thương hiệu nổi tiếng như thế mà lại phải xả? Đây. Thì thứ nhất là con này về là nó bị mất một cái chân này. Đấy, con này về mất một cái chân này. Con này về thì lại mất hai chân ở đây và một cái chân ở chỗ này. Đấy, tuy nhiên thì vẫn xay bình thường các bác nhá. Cắm vào vẫn xay bình thường. Đấy. Đây. Vẫn xay bình thường, kể cả các bác xay bỏ thay ra vẫn được. Đấy, nhưng tuy nhiên thì mình không lên làm như vậy, mình xay thì mình cứ giữ cho em nhỉ. Chả sao cả đúng không ạ? Đó. Đây còn nó không đổ không biết gì được, thoải mái luôn. Đây. Không thể đổ được. Đấy, hai con máy. Bây giờ em xay cho các bác xem. Hàng vẫn rất ngon. Con này là Pala, này là nó là dạng dây kéo các bác nhá. Nó là dạng dây kéo, các bác kéo xong mình lại rút lại đây. Đấy. Kéo hết ra sau mình rút này. Đấy. Đấy. Dây nó tự vào nhá. Đấy. Gần cuối thì mình để vào một tí này. Ok chưa? Đấy. Đây, em sẽ cắm thử hai con này cho các bác xem nhá. À, bật thử luôn các bác xem thử luôn nhá. Đấy. Đấy, bỏ tay vẫn xem bình thường, chả vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà nó hơi bị một xíu như vậy thì em cũng nói rõ luôn và em xả luôn cho nó dễ nhá. Thì như các con này của nó thì là hơn 700.000 một con các bác. Hàng thương hiệu nổi tiếng mà Lathiolan là thương hiệu nổi tiếng, Pala cũng vậy. Đấy, máy còn rất là ngon. Thì hai con này em xả là 350.000 một con nhá. 350.000 một con. Về các bác xay bình thường. Xay rau má, xay cua, rồi xay các loại trừ thịt. Con này nó là dòng xay hoa quả, thế nên là mình có thể là xay kèm theo là cua được, bởi vì cua thì là xay ok bình thường. Đấy, làm bữa canh cua xay ngon lành, hoặc rau má rau miếc xay vào để uống nước này, rồi các loại hạt. Đấy, mình cho nên mình xay. Đây, bác nào cẩn thận thì mình có thể giữ tay như này. Còn không thì cũng chả cần. Bởi vì cái cối này nó rất là nặng nhá. Cái này nó là bằng thủy tinh này. Nó nặng lắm. Bề nó rất nặng dã man thì nó đè xuống. Đấy, thế chỉ cần mấy chân nó giữ được, nhưng mà về hình thức thì mình nhìn nó cảm quan thì nó chưa được đã mắt thôi đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì các bác yên tâm dùng vẫn ngon bình thường. Máy rất khỏe, chạy ngon lắm. Đấy. Bắt nó cẩn thận để giữ này. Rất khỏe luôn. Và cái quan trọng là gì? Rong nó kín các bác nhá. Rong riếc nó kín. Thích thì giữ cũng được, còn không chả cần được. Đó. Máy chạy bình thường. Không rỉ nước này các bác này, không rỉ nhá. Đấy, giòn riếc là còn rất là ngon. Đây. Đấy. Còn cái chân này có thích về mình chế thêm một cái chân sắt vào là ok, còn không chả cần được. Đó thì hai con này thanh lý quá rẻ luôn, toàn thương hiệu nổi tiếng, giá như các con này các bác còn mua hàng mới của nó à. Nó phải tầm khoảng gần 2 triệu một con. Đấy, toàn là thương hiệu nổi tiếng mà. Đấy, tuy nhiên mà đây em đang xả còn có 350.000 một con. Đấy. Còn bình thường em đang bán hơn 700, 800 mấy một con. Đấy thì bác làm mà chốt một trong hai con này thì alo, hoặc có thể chốt cả hai con nhé. Toàn hàng ngon hàng xịn cả. Vâng, xin chào các bác.